Mấy bữa nay thì mình làm cái phần về quy hoạch cũng nhiều rồi, nay là hôm nay mình chuyển qua làm một cái phần kiến trúc cho nó gọi là có cân bằng một tí. Thì đây là một cái công ty cũng khá là trẻ, công ty gọi là Fieldwork, Fieldwork. Công ty nó đặt cái tên kiểu như là làm công việc kiến trúc đó, thì phải đi ra ngoài nhiều. Mình sẽ gửi cái file này cho các bạn xem, tuy nhiên mình cũng sẽ giải thích, nhưng mà lần này thì mình sẽ giải thích một cái phương pháp tiếp cận người ta xây một cái nhà chung cư, một phương pháp tiếp cận để xây một cái chung cư rất là hay. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà người ta để hình thành ý tưởng. Họ chủ yếu dùng SketchUp và họ nói cho khách hàng ngay về mặt ý tưởng, tại sao ý tưởng nó được hình thành và được hình thành như thế nào, rồi nó sẽ có những cái hiệu quả ra sao. Thì họ nói rằng là cái đó nó sẽ quan trọng hơn và nó bền vững hơn, nó làm cho cái ý tưởng dễ được tiếp thu hơn là thể hiện những cái hình mà render cực kỳ đẹp. Thì mình sẽ lướt sơ qua, sau đó là mình sẽ, nó có rất là nhiều công trình nó đã được xây, nó load hơi nhanh. Mình sẽ giới thiệu lại tại sao ông ta lại có những suy nghĩ như vậy, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ giới thiệu trước cho các bạn một cái phần là ông ta hình thành một cái, vẽ một cái thiết kế một cái chung cư như thế nào. Thì trước giờ chúng ta cũng chỉ toàn xem á, là những cái hình render hoặc là những hình chụp, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải hiểu được cái ý tưởng. Cái ý tưởng khi mà chúng ta có được ý tưởng đó, chúng ta té ra người ta đã làm nó như vậy, chứ không phải là tự dưng cái mình thấy đẹp đẹp mình bỏ vào nó không có đúng, bởi vì như vậy thì nó sẽ khó mà áp dụng được. Thì bây giờ đây là cái khu đất nó nằm ở đây. Ở đây, khu đất nó được phóng lên. Thì cách tiếp cận đầu tiên là cũng dùng SketchUp ha. Họ dựng lại khung cảnh bao quanh xung quanh hội trường khu vực ở đây. Thì bởi vì ở đó có một cái nhà xưởng, thành ra nhà xưởng khá là cũ, nên người ta ở đây người ta giữ lại cái mặt đứng của nó. Tại sao lại người ta lại không đập hết? Người ta muốn là công trình nó xây mới lên, nhưng mà nhìn nó vỏ, nó có một cái gì đó tính lịch sử. Nó giống như ở đường ở ngoài sông Hàn á, bạn tới chỗ gần chỗ cầu sông Hàn, cái cầu xoay á, các bạn sẽ thấy một cái trung tâm thương đối diện với chỗ Memory á, thì có một cái cầu tổ hợp nó được xây lên. Nhưng bạn nhớ không, hồi trước đó thì ngay chỗ đó là có một cái quán pub, mấy quán pub thì có một cái dãy nhà nhỏ kiểu Pháp rất là cũ. Thì câu hỏi được đặt là tại sao chúng ta lại không giữ những cái mặt đứng đó, chúng ta chỉ xây phía bên trong thôi, đúng không? Đó là một cái mà chúng ta sẽ liên hệ ở nước ngoài và ở Việt Nam để chúng ta rút kinh nghiệm khi nào chúng ta đưa ra những cái giải pháp cố gắng giữ lại một cái gì đó mang tính lịch sử. Thì người ta khu đất này, thì đầu tiên á thì người ta gọi là cái cụm này rất là quan trọng, setback. Setback có nghĩa là chúng ta không có xây tràn ra ngoài mặt đường, mà từ mặt đường chúng ta không dựng thẳng lên một cái tòa nhà, bởi vì á, các bạn sẽ cảm giác rất là ngợp. Nếu các bạn nào đi ra nước ngoài một thời gian, các bạn sẽ thấy nếu mà các bạn đi những nhà cao tầng bậc cao 30 40 tầng á, mà nó sát mặt đường, các bạn ngợp kính lắm, các bạn cảm thấy là các bạn rất là ngột ngạt và khó chịu. Do vậy người ta sẽ, tức là cái mặt đứng nó phải giật lùi, ví dụ như người ta lên bắt đầu 3,6 m là người ta phải giật vào một đoạn 1 m, sau đó là người ta phải giật xéo như vậy để cái người đi ở phía dưới này nè, người ta nhìn lên cảm giác cái tòa nhà nó, cái view nhìn như thế này thì cảm giác là cái tòa nhà nó không có quá cao và cảm giác rất là dễ chịu. Thì tương tự như vậy, người ta đưa cái đường vác xếp thì lên trên cao luôn. Thì nếu mà lý luận này thì các bạn sẽ thấy, nếu người ở đây đúng không, cái đường nhìn nó sẽ như thế này đó, thì nó sẽ dễ chịu hơn là các bạn nhìn xéo thẳng đứng lên. Thì ông ta họ vẽ những cái setback đó như vậy, tức là những cái nhà xung quanh người ta nhìn nó cũng dễ chịu hơn, người ta giống cái đường nó thẳng lên trời, và những đường nó sẽ từ tất cả các cạnh nó sẽ giao cắt vào một cái khối như thế này. Đây là một cái cách tiếp cận cũng khá là hay. Thì người ta mới view cái khối góc này, cái khối này từ những cái góc, những cái hướng đường đi khác nhau. Đây là mới cái khối khối hình thành rồi, cái khối nó được hình thành như thế này rất là cơ bản. Sau đó người ta mới cắt cái khối này ra. Thì tại sao người ta cắt cái khối này ra? Là bởi vì á, là ở đây ông họ muốn hắn có những cái view nhìn, tức là từ cái hướng hẻm này mà nhìn ra, chúng ta sẽ thấy được trung tâm thành phố có những cái tòa nhà cao tầng, nên người ta mới cắt cắt cái view nhìn ra.
để tạo những cái view, những cái góc nhìn đẹp. Sau đó là người ta, ví dụ các bạn nhìn sai trên này, rồi người ta cắt cái lòng ở giữa này, ở đây cắt cái lòng ở giữa này, làm cho những cái khối nó nhỏ hơn, mà những cái căn hộ, những một số cái căn hộ trên top ở chỗ này thì người ta cũng sẽ có những cái view nhìn và cái khối nó nhỏ, nó chia ra những cái tòa nhà nhỏ hơn. Và tất nhiên là người ta cũng làm rất là nhiều ý tưởng. Sau đó người ta bỏ cái cục ở giữa này đi, người ta tạo ra một cái quảng trường, người ta tạo ra một cái khoảng không, khoảng lùi để có cảm giác những cái tòa nhà này nó không có bức bí. Đó, các bạn nhìn thấy đây là cái khối. Sau đó người, bây giờ người ta bắt đầu người ta phát triển là người ta tạo khối đế, người ta giữ lại những cái đường cắt đó, đúng không? Người giữ lại những cái đường cắt đó, người ta có một cái quảng trường nhỏ ở đây, cái quảng trường mà chúng ta đã bỏ đi đó, vì đây là ý tưởng hình khối nên khi ra trở thành một công trình thực tế thì cái quảng trường nó sẽ phải thay đổi hình dáng một tí. Người ta mở một cái cổng, cái hướng đi vào chính ở đây, nó có nhiều hướng, hướng đi phía bên này và hướng phía bên này, nó mở một cái, mở một cái quảng trường ở giữa. Sau đó người ta đã chồng những cái khối đó lên, sau đó là người ta đục khoét giật rồi người ta tạo ra những cái tòa nhà như thế này. Đó, thì từ xa nó sẽ nhìn, các bạn thấy tuy là nhiều hướng, có những hướng là nhìn khối rất là cục mịch, nhưng mà có những hướng khác thì lại nhìn cái khối nó lại rất là hay, nó như vậy, như vậy. Và có những cái hướng như thế này thì chúng ta nhìn thấy những cái khối, cái khoảng cách cái khối rất là xa nhau ra. Rồi chúng ta nhìn thế này, và ở cái góc nhìn này rất là hay ở chỗ là chúng ta nhìn thấy có một cái mặt tiền cũ, người ta tức là cũng một căn, những căn nhà cũ người ta vẫn giữ lại được, nhưng bên trong mới là những cái khu nhà hiện đại. Đó rồi, đó đây những cái view nhìn khác nhau. Thì họ nói rằng là cũng không cần phải thể hiện quá, trở nên quá đẹp, bởi vì đó là công việc của họa viên. Công việc của chúng tôi là kiến trúc sư là họ đi tìm cái ý tưởng để hình thành và nói cho chủ đầu tư nghe rằng là những cái ý tưởng nó như thế nào, tại sao, giá trị của những ý tưởng nó là như thế nào. Ví dụ giá trị của những cái tòa nhà, những căn hộ nằm phía này, phía bên này thì sẽ có những cái tầm nhìn rất là đẹp. Đó, chúng ta phải thuyết phục được cái giá trị của thiết kế, bởi vì hình ảnh dù render đẹp như thế nào nó cũng không thể hơn được cái giá trị của ý tưởng. Người ta làm những cái bàn công ra, những đường đi như thế này. Rồi đó, thì mình sẽ giới thiệu, mình vừa giới thiệu các bạn một cái trong những cái cách tiếp cận để thiết kế một cái tòa nhà. Phần tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu một cái phương án khác của cái công ty này. Thì hầu như những cái tòa nhà của công ty này thì đang được xây dựng lên và là một trong những công ty được đánh giá rất là năng nổ, khá là năng nổ tại thành phố Melbourne của Úc. Ok, tạm biệt các bạn.